Làm gì phải khen Lan? Thôi, mình ngồi xuống đây nghỉ mệt chứ mình. Mày chống cự là tao giết. Ờ, tôi chỉ là sinh viên thôi, không có gì đâu. Mấy người làm cái gì vậy? Tao không cần biết. Nè, buông cái ra. Đưa tiền, đưa điện thoại đây. Mở ví ra. Con nhỏ này nữa, mở điện thoại ra. Đưa điện thoại cho họ đi. Nhanh lên. Trước giờ Dung vô sinh lắm, nhưng mà không ngờ Dung giỏi giỏi thiệt đó. Nhiều người cũng nói Trung giống như Lan vậy đó. Lan hứa gì á, mình cũng giỏi giỏi giống như Trung vậy đó. Ra đường khỏi sợ người ta ăn hiếp nè, rồi khỏi sợ đi ăn cướp nữa. Dễ mà, để Trung giới thiệu thầy dạy giỏi cho Lan học. Được không? Lan lớn như vậy rồi á, học giỏi biết chừng nào mới giỏi được như Trung chứ. Có rồi đâu, không được. Chỉ cần Lan siêng tập thôi, khoảng chừng một năm là Lan có thể đi đánh lộn được rồi. Trời, người ta học giỏi để tự vệ với bộ đi đánh nhau hả? Trung nói giỡn thôi. Chứ nếu Lan thích á, thì Lan tập chừng khoảng 6 tháng cho tới 1 năm là Lan có thể tự vệ phòng thân được rồi. Nhưng mà quan trọng là Lan phải siêng tập mới được á. Không có dụ được tôi đâu. Dũng à, Dũng, kể nghe đi mà. Năn nỉ á. Không, không bao giờ kể. Bí mật có chỉ một mình tôi biết. Giờ có kể không? Sao cái mặt thấy ghê vậy? Năn nỉ hoài cũng được, chuyển tông. Giỡn thôi, kể. Hôm qua thằng Trung với con Lan, hai đứa nó đi vô trong công viên. Thôi bếp rồi, rồi tiếp đi. Hai đứa nhìn nhau. Sao nữa? Xong cái hai đứa ngại sao không biết, quay chỗ khác. Rồi xong cái hai đứa quay chỗ khác, xong cái hai đứa mới nhìn nhau. Mà nó nhìn lạ lắm nha. Nhìn sao? Thằng kia nó nhìn nhỏ này nhìn gì nè. Trời ơi, nó nhìn tới nỗi mỗi người khi mắt nó lé là vậy luôn. Vô cái trọng tâm á. Vô cái trọng tâm á, hiểu không? Mình lan man quá, mình vô cái trọng tâm đi. Nói chung là hai bà đó vô trong công viên không biết làm cái gì mà trong đêm khuya tối vắng, hai đứa chụm đầu vào nhau. Sao nữa? Ai biết đâu tôi lúc đó tối hù hả? Mà tôi nghĩ là hai đứa đang... Có không á? Đừng có mà kiểu như dựng chuyện này kia cái nọ nha ba. Không có. Tôi biết hết á, tôi chắc chắn là vậy luôn. Mà tôi thấy kỳ lắm. Dạo này hai đứa nó biểu hiện thương yêu nhau đắm đuối. Mỗi lần nhìn nhau cũng nhìn với cặp mắt đắm đuối. Không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ bậy bạ cho người ta. Không phải nghĩ đâu, tôi thấy là chuyện chính xác đó. Sao đợi hoài hai này không thấy tới gì trời. Không biết nữa. Chơi giờ dây thung rồi. Không biết đâu, thôi kệ đi, thì nào nó tới thì cho nó tới. Biết đâu hai người đó còn không nhân riêng đó. Cái gì? Đúng rồi, có nhiều khi rủ đi. Làm gì mà vừa vô là thấy hai người. Đợi tôi đi trễ cái đầu cái ở đây cái làm chuyện khó coi nha. Hai đứa này đi đâu có cặp có đôi chứ. Mới điện qua tới hai đứa nắm tay tình cảm đi quẩy quẩy, vô tức cũng hắn buông tay ra. Ô, mày có sao mày nắm tay nào mày? Chuyên gia bịa chuyện. Chuyện gì? Nắm nào? Rồi sao? Sao vậy? Rồi cái chuyện đó hai bạn tới đâu rồi? Báo kết quả cho biết coi. Chuyện gì? Chuyện...
nó. Nhưng mà hai đứa bay đi công viên rồi. Nói gì vậy? Hả? Thì cái chuyện mà hai người Hai người cái gì? Giống với Lan bình thường thôi, có gì đâu. Bình thường rủ nhau vô công viên. Rủ nhau nhiên làm gì? Nhìn nhau ngại ngùng. Đúng rồi. Rồi tự nhiên nắm tay người ngại, người giật lại. Người giật lại rồi lại nắm tay. Đó, nắm tay không được rồi tới nắm chân. Nội này nè. Ê mày đừng có vô duyên mày, ai nói gì với mày? Khùng hả? Mày bữa mày kể tao. Mày kể tao chi? Mày điên hả? Tao kể gì? Tao chỉ nói là tao chở Lan đi chơi thôi. Đi chơi trong công viên đúng không? Rồi mới gặp bốn hạng cướp. Cái nó định ăn cướp thì tao mới đánh bốn hạng cướp, rồi cái nó chạy hết chuyện đó. Cái quan trọng là ở đó đó, đánh bốn hạng cướp xong mình làm cái gì? Ê cái này mày có thê, có khi nào mày thê người ta vô giả bộ là mày dàn cảnh hai đứa đang yêu nhau, cái vô ăn cướp đó là một kịch bản, xong nó bắt đầu ra anh hùng ra tay cứu mỹ nhân, xong bắt đầu cầu hôn em yêu đi, anh mới quýnh thông bốn thằng ăn cướp xong đó em mà. Đúng không? Đúng không? Chuyện gì mà cũng nghĩ ra nữa hả? Đơn giản là chung với lại Lan đi công viên rồi vậy thôi hết. Xong quán cà phê không vô, vô công viên chi cho mũi chích vậy? Ủa người ta muốn vô đâu là quyền của người ta, mày vô duyên tự nhiên cái gì. Nãy giờ Yến ngồi đây rồi hai người siêu tạc tùm lum tà la nữa phải không? Mới siêu tạc tùm lum tùm la mà có ra chuyện đó là chuyện có thật. Tại tôi thấy hai người vô công viên ai biết để làm cái gì. Mày mà nói nữa cho mày ăn chiếc già này ra mày. Thôi yên tâm đi, cái chuyện này nói chung là nói tóm lại là cái chuyện này hai người có sao vậy, tôi sẽ là người giữ bí mật, bảo đảm cái trường này không có biết đâu. Cái gì cái chứ mà cái giữ bí mật nghi lắm. Ngày mai không ai biết hết á, có thằng trường biết thôi à. Thật không? Hiểu mà, yên tâm đi Dũng á nha, không có nói bậy bạ gì nữa hết á. Nói gì bậy bạ, hai người yêu nhau nó đại đi rồi, công khai đi. Đúng rồi. Làm gì lén lén giấu giấu lén lút là sao? Cái gì mà chuyện gì yêu nhau ở đây chứ? Thì ta nói yêu nhau thì cứ khai thiệt ra đi. Bà khai với ông Dũng đi thì ngày mai nguyên trường biết. Đúng không? Không ai thèm dành chung với bà nữa, đúng không? Ủa cuộc bà đang nói xấu nói tốt tôi vậy? Nói mày tốt á. Tao mà. Ủa mà cái đó là tao đi công báo là tao nhiều chuyện đó má. Cảnh cáo Dũng á. Cảnh cáo vụ gì? Đã nói rõ ràng hết rồi, chung với Lan không có gì hết á. Ngày mai đừng có lên trường mà nói bậy bạ nữa, lúc đó là Lan khỏi đi học luôn á. Biết rồi. Bà dẹp mấy chuyện nam thanh nữ tú này qua một bên đi. Nam thanh nữ tú là mày với bà này nè. Ừ. Còn ta hai đứa tao là chứ mình kính lão đắc thọ rồi. Cái gì? Quên. Bây giờ hẹn của tôi ra đây có chuyện gì? À đúng rồi. Thấy chưa, nãy giờ làm quên hết trơn. Lan, tại sao hôm qua nha, bà không đi làm thêm, bà cũng không đi dạy thêm, mà đi tới nửa đêm mới về nhà là làm sao? Bà đi công viên. Im lặng. Thì hôm qua Lan có hẹn với Trung. Đi công viên đúng không? Công viên nói hoài thì đi công viên. Có ai chối thì không đi công viên đâu. Đó, sao nó nhận thấy công viên rồi kìa. Vậy là tóm lại là tối hôm qua hai con người này đi công viên. Tóm lại là hai con người này yêu nhau. Tóm lại là ngày mai ông có quyền vô trường nói cho tất cả mọi người biết. Bà yên tâm đi, hôm qua tôi nói hết trơn rồi. Biết tới đó thôi. Sao? Hết nói nổi Dũng luôn á.
Lát mày chạy tao nắm tay lại đi. Mày nắm chân cũng được. Mày sao? Mày sao? Được cái nói đúng. Ai nó đến lượt nhà nó sợ luôn. Ai nắm tay luôn. Muốn tập lá. Ôi Lan, Lan tới nè. Ôi, nghe đi ông đuổi lũi này. Ê, Lan có nghe nè. Nghe nói là chung cua bà đúng không? Cua sao vậy? Kể nghe ơi. Rồi, có bị hôn chưa? Ê, bà có bị hôn chị Lan? Mà tôi nói kinh nghiệm cho bà nghe nè. Cái gì á cũng phải từ từ, phải gây khó khăn cho chung một xíu, chứ chịu liền á là mất giá con gái đó nghe. Nè, mấy bạn á, mai mốt á đừng có nghe Dũng nói nữa. Dũng á toàn là bịa chuyện và nói mấy cái chuyện không có đúng sự thật đâu. Ủa? Ê, Lan. Không yêu chung gì kia, yêu điệp nè, đừng vô chung với tôi nha Lan. Bực mình cái ông Dũng đó thiệt chứ. Bà Lan thấy á, ông Dũng này á, cái gì cũng được hết. Chỉ có một cái á, là hay nhiều chuyện với lại hay nổ mà không chịu bỏ. Mà sáng nay á, tôi thấy ông bị quýnh á. Trời ơi, hả dạ gì đâu luôn á Lan. Người thì phấn không, ngồi học thì ăn xì hoài luôn. Thiệt á, trong người cảm giác nó dễ chịu lắm, nó sảng khoái lắm. Tiếng ác quá à. Thấy ông Dũng tội nghiệp không một. Tội nghiệp gì, đáng tội thì có chứ tội nghiệp gì. Ê, Lan. Đừng giấu tôi. Nói thiệt đi, tôi để ý lâu lắm rồi nha. Ông Trung á là ổng thích bà đó. Rồi sau 12 người đang hẹn hò nhau á đúng không? Đang có đang hẹn hò không? Bộ ông hiểu tính Lan hả? Không hiểu gì, trong chuyện tình cảm tôi không hiểu gì hết à. Lan ơi, Lan ơi. Ê, nghe tiếng giống của Trung á. Trung, giờ nghe tiếng ai cũng Trung hết đó. Để Lan xuống coi ai kìa. Trung, ê, vô nhà ngồi uống nước. À, thôi, à, được rồi. À, Trung qua đây có chuyện này nói với Lan xong rồi cái Trung về à. Có chuyện gì quan trọng hả? À, thật ra cũng không có gì quan trọng. Cái chuyện của ông Dũng á, Lan đừng để bụng nha. Trời đất, tưởng chuyện gì. Lan không có để bụng gì đâu. Thiệt hả? Ừ. Hết rồi đó, qua đây nói vậy thôi. Chưa, còn nữa. Rảnh không? Đi uống nước mía, ăn chè chơi. Bây giờ hả? Ừ. Lan chưa học bài xong nữa sao đi? Khoảng 30 phút thôi. Ờ, thôi, được rồi, để rủ Yến đi chung luôn. Yến ơi Yến! Gì á? Có Trung tới chơi nè. Ủa Trung vô nhà chơi? À, thôi định rủ Lan đi ăn chè mà có Yến rồi rủ Yến luôn. Thôi, tôi không đi đâu. Người ta hẹn bà thì bà đi đi, tự nhiên rủ tôi theo rồi sao người ta tâm sự. Thì đâu có sao đâu. Yến ra cái Yến kêu 2-3 ly, 4-5 ly, chục ly chè, Yến ngồi Yến ăn mình cũng được, khỏi nói gì cũng được. Tôi không đi đâu. Nói với hai người đi chơi vui vẻ đi, tôi còn bài nữa. Thì đi. Yến Lan sao? Thôi để Lan vô thay đồ rồi đi. Ừ. Đợi đi. Dạ, thưa mẹ con mới về. Nè, coi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha. Hôm nay mẹ có làm món cá lóc khô tổ mà con thích đó. Đã. Cảm ơn mẹ, con đi tắm nha. Mà nè Trung, xem chút xíu nữa là mẹ quên rồi. Dạ. Hồi nãy con Trinh á, nó tới nó kiếm con á. Trinh tới kiếm con có chuyện gì không mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Nó nói với mẹ là mấy tuần nay á, nó gọi điện thoại cho con hoài á, mà con không bắt máy. Nó đến trường kiếm con á, thì con lại tránh mặt. Sao vậy? Dạ. Bộ hai đứa có chuyện gì hả? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Nhưng mà giữa con và Trinh
chỉ là tình bạn bè với nhau thôi à, chứ không có gì đâu. Mẹ thấy con nhỏ đó khá giả, cha mẹ nó là doanh nhân, nó là lễ phép đàng hoàng nữa. Mẹ thấy vậy thôi, chứ nhiều khi... Ý con muốn nói à? Dạ không à, nhưng mà thôi à, không có gì đâu à, thật ra con với Trinh cũng chỉ là bạn bè thân thời phổ thông thôi à, cũng chỉ mức thân thiết thôi à. Mẹ à, sau này nếu mà Trinh cứ tới tìm con á, mà có con ở nhà thì mẹ cho con gặp Trinh, còn không thì thôi nha mẹ. Con chỉ muốn giữa con và Trinh dừng lại ở tình bạn thôi, chứ con không muốn tiến xa nữa. Thôi con đói bụng rồi, con lên con tắm rửa nha. Xuống ăn món ăn của mẹ. Rồi để nha. Dạ. Trời ơi, chán quá đi à. Ảnh cứ trốn tránh tao miết. Mệt rồi quá à. Nhiều khi người ta bận học hay người ta bận công chuyện gì rồi làm sao. Mà tao thấy nha, yêu cũng rất là khổ. Chứ như tao đi, khỏe, muốn làm gì làm, thích đi đâu thì đi à, không ai ràng buộc, rất là thoải mái. Thì đúng rồi. Mày sướng như tiên vậy á. Vô lo, vô nghĩ, không buồn phiền. Đã vậy á, còn được hết mẹ cưng, còn hơn công chúa nữa. Mà nè, từ ngày mày có tài khoản riêng á, mày chưa có khao tao lần nào hết á nha. À, được rồi. Vì hôm nay là tao thấy mày buồn như vậy, tối nay tao sẽ dắt mày đi bar, chịu không? Thôi, không đi đâu. Nhạc trống ồn ào, nhức đầu lắm. Lại chuyện của ông Trung nữa hả? Có gì đâu mà buồn trời. Ủa mà kỳ ha, cái kế sách tao bày cho mày á, chẳng lẽ hai người không có... không có... tiến triển chứ gì? Tao cũng không hiểu nữa. Trong khi tao yêu ảnh muốn chết luôn, mà ảnh cứ một mực nói tao, chỉ xem tao như em gái. Mày hỏi thôi, có tức không chứ? Những gì mày kể với tao thì tao cảm giác được là ông Trung này ông chưa có hiểu được tình cảm của mày, ông chưa có cảm nhận được cái là cái tình yêu của mày dành cho ổng. Tao cố hết sức luôn rồi. Hồi đó mỗi lần tao gọi điện ảnh đều nghe máy liền, còn bây giờ gọi hoài luôn không chịu nghe. Đã vậy tao đến trường kiếm á, tao kiếm cổng trước, sảnh đi cổng sau. Mà tao đi cổng sau, sảnh lùa đi ngõ khác. Mày coi có điên không chứ? Chết rồi, chết rồi. Có khi nào là ổng có người yêu không? Tao không muốn nghĩ đến, nhưng mà cũng có thể lắm. Mà tao mà biết được á hả, tao quậy cho hai người đó khỏi gặp mặt nhau luôn. Anh Trung là của tao, không đứa nào á cướp anh Trung ở trên tay tao được. Đây là nhà của thầy Đăng nè. Nhà của thầy công nhận rộng rãi ghê á. Thầy ơi, thầy Đăng ơi. À Trung hả? Mưa gió mà đi đâu vậy con? Ngồi đi. Dạ. Dạ, chào thầy. Đây là... Dạ, đây là bạn Lan, là bạn của con, người mà lần trước con có gọi điện kể với thầy đó. Lan, thầy nhớ rồi. À, con uống nước cho ấm bụng nè. Dạ. Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn thầy. Uống nước đi. Ờ, kia là... Trung à, dạo này á, con tiến bộ nhiều đó. Nếu con chịu thi lấy bằng á, thì giờ đây đã lên võ sư rồi. Dạ, con cảm ơn thầy.
tính con cũng giống như thầy thôi, con không có xính danh. Con nghĩ học võ là để rèn luyện sức khỏe và để tự vệ thôi. Thầy hiểu tính con mà. À, dạo này á, má con khỏe không? Dạ, má con vẫn khỏe. À, còn con á, con muốn học võ để làm gì? Dạ thưa thầy, con học võ trước á, là để có sức khỏe, sau là con tự vệ, giống như bạn Trung vậy đó. Con nói Trung á, nó chỉ cho, chứ tới thầy học làm chi á, cho nó xa xôi. Dạ, tại bạn Lan đây muốn thầy trực tiếp dạy cho bạn Lan. Thôi được rồi, thầy thì không dạy người mà mình không quen biết, nhưng con á, là chỗ Trung giới thiệu, thầy cũng sẽ sẵn lòng thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Uống nước đi con. Dạ. Dạ. Ủa, sao giờ này còn chưa đi nữa vậy bà? À, đang chờ Trung tới chở Lan đi. Ghê ta, dạo này người ta đi đâu cũng có anh yêu tới chở rồi. Ý này, tối ngày á chọc Lan hoài à. Chọc gì? Kìa, người ta tới rồi kìa. À, Lan đi nha. Ê, hả? Nhớ chỉ tôi mấy chiều ở nhà. Biết rồi. Đi cẩn thận nha. Ừ. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, hai, đủ. Một. Hai tay bắt. Một. Dạ. Rồi, bye bye. Ủa, hút. Hai tay chụp vào nhau. Hai. Đó, giữ thăng bằng. Tiếp. Hút. Chà. Hút. Chà. Hút. Hút. Chà. Rồi, hút. Rồi, con cũng mệt rồi đó. Nghỉ uống nước đi. Dạ. Con mời thầy uống nước. Cảm ơn con. Con cũng có khiếu đó. Nếu chịu khó luyện tập sẽ tiến bộ mau lắm. Dạ, con cảm ơn thầy. Võ thuật ấy, thì phải kiên trì đó. Tập thường xuyên á và chăm chỉ mới được con à. Dạ, con nghe lời thầy. Có vẻ trong lòng con có nhiều oán hận lắm phải không? Sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy chỉ đoán vậy thôi. Cuộc đời con gặp rất là nhiều bất hạnh. Ba mẹ con mất từ hồi con 6 tuổi. Từ lúc đó con ở với chú thím con. Nhưng từ lúc sống với thím, con đã bị hành hạ đủ thứ điều. Con cảm thấy thời gian đó là một khoảng thời gian mà con không thể nào quên được. Vậy con oán hận bà thím đó à? Trước đó ba mẹ con có để lại một số tài sản, nhưng bà ta đã cam tâm chiếm đoạt hết số tài sản đó của con. Vậy là con oán hận bà ta à? Con sẽ không bao giờ quên bà ta, quên những gì bà ta đã đối xử với con trong suốt thời gian qua. Ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả nấy con à. Nếu con người ta không vướng vào tham sân si á, thì đời người thanh bình biết bao. Con hình như là thầy chỉ sống một mình thôi thầy. Thầy sống một mình đã 5 năm nay rồi. Ừ, thưa thầy, vậy di ảnh trên bàn thờ đó là... Ăn đi em. Cái này của con nè. Dạ, cảm ơn ba.
con á, ráng học cho giỏi đi. Tết này ba thưởng một món quà rất đặc biệt. Dạ. Ủa, ba món quà đó món quà gì vậy ba? Bí mật. Tặng quà mà nói trước ấy, còn gì là bất ngờ nữa. Đúng không con? Dạ. Ăn đi em. Ba chuẩn bị quà trước cho con đi. Con trước sau gì con cũng đặt xin giỏi cho mà coi. Con sao vậy? Con sao vậy con? Con thấy hơi thở quá. Con sao vậy? Con ơi! Con sao vậy con? Con! Anh ơi bé! Con ơi! Anh ơi! Sao vậy con? Cũng may lúc đó thầy bình tĩnh, đưa con thầy vô bệnh viện. Rồi, người ta nói là em bị sao hả thầy? Bác sĩ nói á, con thầy bị bệnh tim mà từ trước tới giờ không chịu đi khám. Thầy cứ nghĩ á, mỗi lần em mệt á là do học hành quá sức. Có nhiều lúc á em nó mệt muốn xỉu nhưng cứ nghỉ ngơi rồi lại khỏe. Nếu như em bị tim như vậy á thì chắc chắn là phải phẫu thuật rồi. Con ơi, con sao vậy con? Con đừng có bỏ mẹ nha con. Con sao rồi anh, con mượn được tiền không? Vậy thì sao bây giờ? Không lẽ mình để con chết sao anh? Em đi đâu vậy? Em đi ra đây có chút xíu chuyện, chút xíu em về. Có chắc không chị? Chắc chứ sao không chắc. Bảo đảm, chắc chắn 100% luôn. Em đi với chị một lần đi, về là em có tiền mổ tim cho con em liền à. Nhưng em thấy sợ sợ sao á chị ơi? Sợ cái gì? Bộ không tin chị hả? Tin thì em tin chị rồi đó. Nhưng mà em lo quá. Lo hả? Vậy thôi mai mốt đừng có kêu chị nhờ chị cái gì hết trơn nha. Thôi từ từ đã chị. Từ từ cái gì? Lần nào kêu chị lên 5 lần 7 lượt nói xong á rồi chị cũng phải xách đích không đi về hả? Từ rày về sau á đừng có làm phiền chị. Mà sau này á có nhờ chị á chị cũng không có dẫn em đi đâu nha. Suy nghĩ hoài. Thôi em đồng ý. Em đồng ý hả? Dạ. Vậy có được không? Bây giờ em về á sửa soạn quần áo đi, ngày mai chị lên chị dẫn em đi sớm. Dạ. Nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Thôi chị đi nha. Dạ. Nó không được là không được. Em đừng có cãi lời anh. Nhưng em không thể khoanh tay đứng nhìn con mình phải chết. Anh nói không là không. Em để đó cho anh tính. Anh không đồng ý và không chấp nhận cái dự tính của em. Em xin anh đó. Em không thể đứng nhìn con mình phải chết được. Con mình phải được đi mổ tim anh ạ. Nhưng anh là chồng em. Anh không thể để em phải thực hiện một quyết định đầy nguy hiểm như vậy được. Anh là thằng đàn ông mà không giúp gì được cho vợ con. Anh cảm thấy mình bất lực quá. Trời ơi, sao lâu quá vậy ta? Có khi nào mình bị gạt không?
Chị, xong xuôi hết rồi, tiền có ở đây rồi. Sao chị không trả tiền cho em trong bệnh viện? Hẹn chi ra đây mất tiện quá. Tiền bạc mà, số tiền lớn nữa. Nè, từ từ đã. Cái gì đâu mà dữ vậy? Tại vì em nôn quá, em muốn đem tiền về liền cho con em đi mổ. Được rồi, làm như là tôi giật tiền của mấy người vậy đó. Dạ, dạ không phải em có ý đó. Tại vì em nôn quá. Nè, rồi sau đó mọi chuyện ra sao hả thầy? Người ta đưa bà ấy vô bệnh viện, nhưng bà ấy đã tắt thở rồi. Em nghĩ coi, bà ấy vừa phẫu thuật bán thận xong là bị tụi nó. Một thời gian sau á, con thầy cũng... Em xin lỗi thầy, đáng lý ra em không có nên hỏi mấy cái chuyện buồn này của thầy để khiến cho thầy đau lòng. Dạ, thầy uống nước với thầy. Nước này, nước này. Nước của làng ngon lắm luôn á. Có sầu riêng nữa. Thầy đang khen Lan dữ lắm. Ủa? Lan có gì đâu mà thầy đang khen? Thì thầy đang nói là Lan là một cô gái có nghị lực hiếm thấy, tập võ rất là khó và rất là mệt, mà Lan vẫn kiên trì và cố gắng, rồi Lan còn thông minh nữa. Thầy khen vậy á, Lan thấy ngại quá. Chưa hết đâu nha, thầy còn khuyên Trung. Còn thầy đang nói gì Lan nữa hả? Sao tự nhiên Trung không nói, Lan muốn nghe mà. Muốn nghe phải không? Muốn nghe mới nói nha. Thầy đang khen Lan, rồi thầy khuyên Trung là nếu mà sau này á
rồi ai lấy được Lan làm vợ người đó là hạnh phúc nhất. Thầy nói vậy. Trời ơi, sao tự nhiên thầy Đăng lại nói mấy cái chuyện đó. Làm gì nhìn Lan dữ vậy? Thì đẹp, tôi nhìn tôi ngưỡng mộ. Thôi uống nhanh đi rồi về. Ừ, Lan. Tối nay rảnh không? Trung qua chở Lan đi công viên chưa? Tối nay á hả? Tối nay Lan bận làm mấy cái tiểu luận ở nhà rồi. Vậy thôi ngày mai đi, ngày mai mình đi ăn chè. Ngày mai Lan cũng bận luôn, Lan bận đi dạy. Tóm lại là nguyên một tuần này Lan bận hết. Bận dữ vậy? Thôi vậy thôi mình đi về nha. Em để tiền đây nha chị. Đi toilet nhanh rồi Hoa Như ơi. Chị, cho em ly nước nữa. Cất cũng chết luôn hả? Lan hết hồn luôn hả? Làm gì mà ngồi thẫn thờ quá vậy? Thì đang ngồi đợi Yến ra về, rồi sẵn tiện lấy sách đọc luôn. Mà tự nhiên Lan nhớ tới chuyện của thầy Đăng á. Thấy thương cho hoàn cảnh của thầy quá. Nhìn Lan thấy Lan mạnh mẽ vậy mà cũng dễ xúc động quá ha. Rồi, dù sao người ta cũng là con gái mà. Ủa? Sao Trung chưa về nữa? Ngồi đây. Thì Trung đợi Lan về chung. Với lại Trung cũng có cái chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy Trung? Chuyện gì mà sao thấy Trung khó nói quá vậy? Thì chuyện... Chuyện gì? Nói đi. Chọn làm gì cũng biết nữa à. Thôi mệt quá đi. Trời ơi, trong lúc này mà nghĩ tới chuyện yêu đương cái gì. 19 tuổi rồi, bộ nhỏ nhắn hay sao mà chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Nói thiệt cho Yến biết nha. Ừ. Lan thì cũng có cảm tình với lại Trung. Nhưng mà Lan thấy giữa Trung và Lan á, sao nó có khoảng cách gì đó xa lắm. Yeah. Tôi biết rồi nha. Yêu Trung rồi phải không? Được rồi, ngày mai tôi vô thông báo cho toàn trường biết luôn. Ôi, mệt quá đi. Thì tại vì người như Trung vậy á thì ai cũng có dễ có cảm tình mà. Ừ. Trung á mỗi lần thấy bạn bè gặp khó khăn á là Trung ra tay giúp đỡ liền à. Thấy vậy nên
Lan vừa ngưỡng mộ nè, rồi vừa thì á, thiệt ra ba cái chuyện tình cảm này hợp thì cứ yêu thôi, mình yêu trong sáng mà, chứ có gì đâu phải sợ. Nhưng mà Lan cũng ngại lắm, vì xét cho cùng á, Lan cũng là một cô gái mồ côi cha mẹ, không có nơi nương tựa gì hết. Nếu mà yêu Trung thì sao mà sánh được với lại gia đình hoàn cảnh của Trung chứ. Trời đất ơi, Trung không chấp thì Lan chấp để làm gì? Yến nói vậy đâu có được. Gia đình của Trung thì giàu có, cha mẹ Trung có tiền của để lại. Nếu mà Lan và Trung yêu nhau thì người ngoài người ta sẽ dị nghị vô là Lan thấy người ta giàu nên nhào vô. Lan nói như Lan, không lẽ bây giờ hả, tình yêu là nó giật chót như vậy sao? Không lẽ môn đăng hộ đối mới được tới với nhau hả? Thì bây giờ thế kỷ 21 rồi, chứ có phải là cái thời phong kiến ở đâu mà hả, Lan cứ sợ là không hợp này kia, mệt quá. Nhìn Lan chăm chăm nữa mà. Lan à, Yến đã kể hết những suy nghĩ của Lan cho Trung nghe rồi. Tại sao Lan lại suy nghĩ như vậy? Tội nghiệp cho Trung. Yến này kỳ thiệt luôn á. Tánh của Yến á, y như là Dũng vậy đó. Không có chuyện gì mà giữ bí mật được hết. Có gì đâu Lan, thì cứ như là bạn bè thân thiết, rồi tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn thôi mà. Lan, Trung nói thật là Trung đã có cảm tình với Lan rồi. Ngay lần gặp đầu tiên Trung đã có cảm tình với Lan. Nhưng mà tại vì lúc đó Trung chưa hiểu gì về Lan nhiều cho nên Trung còn hơi ngại. Nhưng sau nhiều lần gặp nhau, Trung đã khẳng định rằng Lan là mẫu người mà Trung cần tìm. Còn về chuyện giàu nghèo, Lan không cần phải lo đâu. Vì với Trung, tình yêu mà đem tiền bạc ra để cân đo đong đếm thì Trung đã yêu người khác, chứ không phải là Lan. Trung nói thật lòng đó, Trung rất là có cảm tình với Lan. Trung rất mong Lan hiểu và chấp nhận cho Trung. Lan sợ lắm. Lan không cần phải sợ đâu. Trung nói thiệt đó, Trung rất có cảm tình với Lan. Dạo này không hiểu sao lúc nào Trung cũng nghĩ về Lan hết. Dù ở đâu, dù làm gì, Trung cũng nghĩ tới Lan. Nhưng mà tụi mình làm bạn với nhau mới có một năm mà hiểu nhau cũng chưa nhiều. Liệu Trung nói yêu Lan như vậy có sớm không? Trung hiểu Lan, và Trung nghĩ rằng hiện tại bây giờ suy nghĩ của chúng ta tạm thời gọi là chín chắn. Thời gian qua đủ để chúng ta tìm hiểu nhau, cho nên Trung mới quyết định nói với Lan điều này. Lan, hãy chấp nhận Trung và làm bạn gái của Trung nha. Làm cái gì vậy? Anh yêu phải không? Anh yêu gì mà anh yêu? Tối ngày chọc ta không à? Chọc ghẹo gì? Thì mình có người yêu mình phải khoe với bạn bè chứ. Chứ nhìn tôi đi, tôi cũng muốn khoe lắm mà không có ai yêu á, sao khoe? Làm gì có, mà cũng tại Yến thôi. Cái gì tại Yến? Tại Yến không chịu chứ bộ. Nếu mà Yến cực đầu một cái hả, à, cả khối người xếp hàng theo á. Trong đó nha, có Dũng xếp hàng đầu tiên á. Thôi đi,
Cái cha nội đó hả? Không bao giờ nha, không bao giờ. Ê Lan. Hả? Mà Lan với Trung là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Đúng không? Tự nhiên. Ồ, ý, gọi ai vậy? Chút biết. Alo, ông hả? Ừ, ông nói với ông Trung á là phải khao tụi mình chầu hoành tráng nha. Rồi vậy nha, chiều nay đi. Ừ ok, rồi thôi ha. Hiến. Hả? Tự nhiên tôi làm khó anh Trung làm gì vậy? Ghê không? Ghê không? Mới quen à, binh người ta, sợ người ta tốn tiền. Bực bội. Không phải là như vậy. Nhưng mà tự nhiên á, Yến gọi cho ông Dũng. Ông nó, Yến biết rồi đó. Nói chuyện cái gì á, cũng nói lung tung hết á. Chuyện này mà ông nói sùm lên, rồi nói bậy bạ gì, là sao mà Lan đi học được? Biết. Alo. Cái gì vậy bà nội? Bà kêu người ta khao là bà phải nói lý do chứ, tự nhiên cúp máy. Vô duyên. Mệt ghê. Trung với Lan yêu nhau rồi. Rồi thôi ha. Trời ơi, nói chuyện gì cọc lóc vậy? Nói chuyện với ổng là phải nói vậy đó. Nói nhiều vô khang tiếng. Alo. Ừ. Vậy ha. Vậy chiều gặp ha. Ừ. Trùng phong. Công nhận. Đón đúng ghê á. Vậy là chiều nay đi ăn luôn không? Đúng không nữa là chiều nay tôi phải đi. Nhưng mà là đi gặp Bích, là chủ cửa hàng mà Lan đang phụ á. Vội tưởng chiều nay được đi ăn, đỡ nấu cơm. Ăn ăn ăn. Giảm ăn lại đi. Coi kìa, tập thể dục đi mới xuống ký được chứ. Vậy lúc để cho dễ thương. Có chuyện gì á mà Lan cười vui quá vậy? À, đâu có gì đâu Bích. À, cái điện thoại này của Bích nè, nó hiện đại quá. Lan chưa có xài quen nữa. Chưa quen thì từ từ cũng quen thôi mà. Uống nước đi. Ừ, cảm ơn Bích. Ừ, hôm nay á, Bích kêu Lan qua đây có chuyện gì không? Bích tính đưa Lan lên làm quản lý của cửa hàng. Lan làm quản lý hả? Thôi không có được đâu. Trời, Lan với lại Bích chơi thân như vậy, bây giờ Bích cho Lan làm chuyện quản lý trong cửa hàng rồi, mọi người người ta sẽ dị nghị chết luôn á. Bích có quyền làm chuyện này mà, Lan cứ yên tâm đi. Thôi, Lan nói không được mà. Mà cái công việc quản lý á, thì phải lúc nào cũng trực tiếp ở ngay cửa hàng. Mà Lan cũng không có kinh nghiệm nữa. Thôi, Lan ngại lắm, Lan không có làm được đâu. Lan thấy mình không có xứng đáng với vị trí đó. Hay là Bích cứ để cho Lan suy nghĩ thêm một thời gian nữa đi. Ờ, tới khi nào á mà Lan cảm thấy mình đủ tự tin để quản lý một cửa hàng, rồi lúc đó Lan sẽ tự đề xuất với Bích, được không? Ờ, à, vậy cũng được. À, mà còn cái này nữa. Hả? Tặng cho Lan nè. Cái gì vậy? Thì mở ra đi rồi biết. Thôi, bà cháu lòng. Đẹp quá à. Lan thích là được rồi. Mà Bích nè, sau này á, Bích đừng có tặng cho Lan cái gì nữa hết á. Lan á, Lan thấy ngại lắm. Có nhiêu đâu mà Lan cứ ngại. À mà Lan nè, hồi lúc đó Lan có kể với Bích nghe cái chuyện thím của Lan chuốc thuốc mê rồi Lan ký giấy cho tặng 2 tỷ đồng đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thôi Bích cũng đừng nhắc mấy cái chuyện buồn nó làm gì nữa. Lan không có muốn nhắc tới mấy chuyện đó nữa đâu. Sao lại không nhắc? Chẳng những phải nhắc mà Lan cần phải đưa chuyện này ra ánh sáng nữa. Cảm ơn em. Bích, bữa nay Bích hẹn Lan ra đây nè. Có chuyện gì
quan trọng lắm hay sao mà nhìn mặt nghiêm trọng quá vậy? Bữa nay Bích sẽ giới thiệu với Lan một nhân vật hết sức là quan trọng. Ai vậy? Muốn biết ai thì đợi chút sẽ biết. Chào hai người đẹp. Chào anh. Dạ. Chào. Chào. Ủa, anh ngồi tụi đi. Em tới lâu chưa? Tụi em cũng mới tới à, anh uống gì? Kêu gì mà anh cà phê đá được rồi. Em ơi, cho cà phê đá đi. Giới thiệu với Lan, đây là anh Trần Cao, là người sắp tới sẽ đòi lại công lý cho Lan đó. Anh là luật sư á hả? Đúng rồi. Còn đây là Lan, người mà em hay kể với anh đó. Anh có nghe Bích kể về Lan lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp gặp. Vậy thôi bây giờ anh vô thẳng vấn đề luôn nha. Rồi, trước mắt thì anh có nghe Bích kể về toàn bộ câu chuyện của em rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là trong tay của em có giữ bất kỳ một chứng cớ hoặc là giấy tờ nào liên quan đến tài sản của ba mẹ em hay không? Vậy giấy ngân hàng mà ba mẹ em chuyển tiền vào, giấy bảo hộ tài sản hoặc là bất cứ một cái gì liên quan đến ba mẹ của em. Dạ em hoàn toàn không có biết gì mấy cái giấy tờ đó. Em chỉ có nghe chú em nói thôi. Nhưng mà hình như có một lần em nhìn thấy được cái xấp giấy tờ đó, mà lúc đó em lại nửa tỉnh nửa mơ nữa nên em không có xác định rõ. Nếu vậy thì cũng hơi khó. Khó khăn thì mới nhờ đến những người như luật sư Trần Cao đây chứ. Nói chung á, không có việc gì là không giải quyết được. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây á là tỷ lệ thắng cao hay thấp mà thôi. Vậy với trường hợp của em á thì sẽ như thế nào luật sư? Theo kinh nghiệm của anh á thì trường hợp của em tỷ lệ thắng chiếm khoảng 30-40%. Trước tiên á là mình cần phải rà soát lại nguồn gốc số tiền mà ba mẹ em đã chuyển cho chú của em bảo hộ. Rồi những diễn tiến sau đó như thế nào nữa thì mình sẽ tính tiếp. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ trích lục một số hồ sơ. Khi mà mình gom đủ hết tất cả mọi chứng cứ rồi thì lúc đó mình mới đưa đơn lên khởi kiện ở tòa được. Cảm ơn em. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi. Vậy chuyện gì em hớt hơ hả vậy? Chết em rồi anh ơi. Chết vụ gì? Còn chuyện gì nữa? Ngoài cái con quan gia đó thì có ai dám quấy rối em nữa chứ? Tới nhà bêu xấu em với hàng xóm nữa hả? Nó không dám làm chuyện đó lần thứ hai nữa đâu. Từ cái ngày á mình kêu giang hồ đánh cho nó một trận nhừ tử đó. Vậy thì chuyện gì em phải lo? Em được giấy triệu tập của tòa án đó. Là nó à? Nó kiện em ra tòa đó. Kiện cứ để cho nó kiện, có gì đâu phải lo. Trời ơi, làm sao mà không lo lắng chứ. Tòa mà biết em chiếm đoạt tài sản của nó là em ở tù rồi cái chắc. Bây giờ trong người đó không có tờ giấy lượng lưng, ra tòa lấy cái gì làm bằng chứng? Anh đừng có chủ quan. Kỳ này á nó muốn luật sư khởi kiện đó. Mướn luật sư? Được. Nếu đã vậy chúng ta sẽ mạnh tay với nó. Hôm nay anh kiếm em có việc gì không? Thôi anh đi liền. Có chuyện mới kiếm mày chứ ở không đâu kêu mày ra chia tốn tiền cà phê. Yêu cầu gì?
Tìm hiểu coi luật sư nào đứng sau lưng bên nguyên đơn vụ kiện này. Tưởng gì chứ, cái này là chuyện nhỏ, em sẽ làm cho anh được ok thôi. Nhưng mà... Tiền chứ gì. Đúng, chỉ có một mình anh mới hiểu ý em thôi. Năm chai. Em nói vậy thôi chứ, cái này cũng khá phức tạp lắm rồi nha. Phải 10 chai. Thôi, được rồi, để em làm. 5 chai thì 5 chai, sao thôi anh. Tao luôn trả giá xứng đáng cho những việc tao nhờ. Vì vậy đừng bao giờ mà ra giá cho tao. Ok, trong vòng 3 ngày em sẽ có thông tin chính xác để báo cáo cho anh. Nhanh. Đi đi. Ok, cho anh em đi. Alo em hả? Ừ, xong rồi. Tụi này làm việc chuyên nghiệp lắm, mình đỡ phải mất thời gian. Rẻ lắm, có 50 triệu à. Chứ giờ em muốn làm sao? Em muốn mất 50 triệu hay là muốn mất 2 tỷ? Ok. Ok, gặp em sau ha. Đồng tiền đúng là dễ kiếm. Nhiều khi anh muốn nói thẳng với em. Cái gì? Trung mới nói cái gì vậy? Thương anh em gì vậy? Xin anh với em. Mà Trung thấy đã tới lúc mình phải đổi cách xưng hô rồi đó. Nhưng mà em không có thích như vậy. Cái gì? Mới nói gì đó? Lỡ miệng. Vậy mới được không? Mà anh nói thiệt nha, anh thấy mình đừng có câu nệ mấy cái chuyện này nữa. Ừ, thì cũng được. Kể từ hôm nay, chúng ta chính thức yêu nhau. Em, kể từ bây giờ, đừng bao giờ nói với anh những điều mà em sợ. Trong tình yêu của hai đứa mình, anh không bao giờ chấp nhận cho một rào cản nào có thể ngăn cách chúng ta. Anh không bao giờ muốn những vướng mắc mà tồn tại trong em và cả bản thân anh nữa. Ở đây là anh Hùng, còn đây là luật sư Trần Cao. Chào. Mời ngồi. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta vào thẳng vấn đề. Ngày hôm nay tôi gặp anh là để nói rõ một vấn đề là tôi không bao giờ bẻ cong cái lưỡi của mình. Mong anh hiểu. Tôi cũng có nghe Thắng nói qua về quyết định của anh. Nhưng có lẽ anh cũng nên suy nghĩ về một vấn đề. Là anh sẽ vừa có tiền, lại vừa đỡ hao nước bọt. Thực ra thì cũng chẳng gì nhiều. Anh cứ suy nghĩ đi. Nếu anh cải thắng vụ này, anh sẽ nhận một số tiền chưa tới 1/3 số tiền mà tôi sẽ đưa cho anh. Nếu mà như vậy thì tôi trả lời cho anh luôn là tôi không làm được. Mong anh hiểu. Thực ra tôi cũng không nhờ anh làm vấn đề gì quan trọng. Không kêu anh phản bội thân chủ của mình. Chỉ cần anh bỏ qua một số chứng cứ quan trọng là được rồi. Tôi xin lỗi.
À, mấy anh ơi, cái gì thì cũng từ từ mà bàn bạc. Chỗ anh em không à, mình đừng có căng thẳng quá. Mặt nặng mày nhẹ thì càng không tốt đâu. Ngày hôm nay tôi gặp anh là tôi đã nói rõ những gì mà tôi cần nói. Và tôi khẳng định với anh, tôi sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Chào anh. Tòa vẫn chưa phân xử, chưa biết ai thắng ai thua. Dạ, con đang đi nè ba, con chuẩn bị vô bệnh viện nè. Dạ rồi, rồi vậy thôi ha ba. Chà, đẹp ta. Được không? Đẹp rồi đó. Nè, Yến chúc Lan may mắn nha. Cảm ơn Yến. Nhưng mà không hiểu sao từ tối qua đến giờ Lan lo lắng lắm. Đừng có lo, công lý sẽ được thực thi mà, Lan yên tâm đi. Biết là như vậy, nhưng mà không biết á, tại sao trong lòng Lan cứ cảm thấy nó bồn chồn, lo lắng, bất an sao á. Chỉ mong là mọi chuyện suôn sẻ thôi à. Đừng có lo mà, bây giờ mình đi ra tòa mình phải tự tin lên, tinh thần mình phải thoải mái, biết không? Lúc trước á, Lan lúc nào cũng hy vọng là mình sẽ có cơ hội đòi lại tài sản này. Nhưng mà bây giờ đứng trước cơ hội để có lại được, tự nhiên Lan thấy lo quá. Thôi, đừng có lo nữa, yên tâm đi. Bây giờ tôi chạy vô bệnh viện thăm ông nội tôi, rồi có gì tôi qua tòa án với Lan. Nha, yên tâm đi. Thôi mình đi. Em thua rồi. Thôi, không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Mình đi về. Nè, ra tòa mà cũng có người yêu đi nữa ha. Hạnh phúc quá ha. Ghen tị. Nè con còn kháng án thím nữa không con? Đúng là độc ác à. Ông trời có mắt cái không có tha cho bà đâu. Anh nghe nó nói gì không? Nó chù ẻo em kìa. Đúng là con nít mà. Nè con à, con còn non nớt sự đời lắm. Con đừng có chọc giận thím một lần nữa nghe không? Bà là người gian manh nhất trên đời này mà tôi chết cái giờ tôi gặp đó. Thì sao có thể làm như vậy đối với tôi chứ? Con quỷ, mày nói cái gì vậy? Mày muốn cái gì? Mày nói cái gì? Mày ngon mày nhau qua đây. Tao đánh bể cái mặt mày cho mày coi cái đồ chơi xong lại chợ. Anh mua em ra đi. Thôi thôi thôi. Đừng thích đi. Chuyện này không giải quyết bằng vũ lực được đâu. Về. Coi như đây là cái bài học. Khi đã ra tòa thì có đủ chứng cứ thì hãy nói, chứ đâu phải nói gì nói, muốn làm gì thì làm. Thôi đi em. Thôi bỏ đi. Anh thật xin lỗi em Lan à. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Còn miếng thằng nằm ở đâu vậy chứ? Em à, ra tòa quan trọng nhất là chứng cớ. Chứng cớ của tụi mình mỏng quá. Huống chi là ngay từ đầu anh đã nói với em là tỷ lệ phần thắng của em rất là thấp so với bên bị đơn. Chúng ta sẽ phải phúc thẩm. Bích, anh đã làm hết sức của mình rồi. Còn nếu như mà em muốn phúc thẩm thì chắc có lẽ là em phải tìm một luật sư nào khác có tay nghề cao hơn anh. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là anh không biết một luật sư nào mà giỏi hơn anh để mà anh giới thiệu được cho em hết á. Anh đừng có nói như vậy. Tụi em biết á là anh cũng đã cố gắng lắm rồi. Người ác á thì cứ sống nhèo nhãn rồi đó. Còn người chân chính á thì toàn là bị ức hiếp không à. Thôi, đừng buồn nữa Lan. Bây giờ á, cho dù họ có lấy hết số tiền đó của Lan á,
thì họ cũng phải trả giá cho những việc mà mình đã làm thôi. Bích tin là có luật nhân quả. Những kẻ sống thiếu lòng nhân, không lương thiện, bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền thì trước sau gì họ cũng sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Đúng là hôm nay á, thấy con Lan nó khóc lóc trước tòa em hả hê dễ sợ luôn. Vậy để cho nó thấy cuộc đời có nhiều chuyện không có đơn giản như nó nghĩ đâu. Coi như là mình làm ơn làm phước ban cho nó một bài học miễn phí vậy. Ở bên anh á, em thấy rất là hạnh phúc. Mà phải công nhận nha, em có một người quân sư quá là tài giỏi đi. Anh mà còn Lan cũng đấu với anh. Nằm mơ đi. Muốn gì nữa đây? Tiền và đoạt chê. Bao nhiêu đó tiền đủ mấy luật sư giỏi hơn mày á. Để coi mày muốn gì. Alo. Alo. Tôi là Trần Cao. Ông vẫn còn chuyện để nói với tôi sao? Tôi có nguyên tắc hai người. Có nghĩa là trong chuyện này tôi không muốn người thứ ba biết. Ông hiểu chứ? À, tôi hiểu. Địa điểm ở đâu? Nhà hàng Gió Mới ở Ngã Bảy. 5 két bia, mỗi két 20 chai. Ok. Ok. Ừ. Gặp sao? Mấy ai mà thoát được sức mạnh của đồng tiền. Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Ờ, nhắc tiền mới nhớ. Lần trước mình đưa Trần Cao 200 triệu rồi. Bây giờ xong việc, em đưa nốt cho anh 200 triệu để em chuyển cho nó luôn. Ừ, anh cứ hẹn đi. Rồi em đi chuyển tiền với anh. Anh nghĩ là để anh đi sẽ hay hơn. Bởi vì đối với Trần Cao thì có nguyên tắc là chuyển hai người. Anh có nói trước cho em rồi đó. Ờ, anh nói cũng đúng ha. Mình phải tôn trọng người ta chứ. Ừ. Ừ. Thôi để chiều nay á, em rút tiền em đưa cho anh nha. Ừ. Đưa tiền cho cưng đi làm công việc cho chị nha. Ừ. Thương quá à. Chuyện gì qua, em phải cho nó qua đi. Đừng níu kéo làm gì cho thêm nặng lòng. Em biết là vậy. Nhưng thiệt tình á, em không muốn cam tâm chút nào á. Em không cam tâm nhìn thấy bà ta chiếm đoạt hết tất cả tài sản của cha mẹ em để lại. Đã vậy, bà ta lại sống không có tốt với chú em nữa. Đó là những con người xấu. Em đừng bao giờ quan tâm tới họ. Nhưng mà phải chi đó là số tiền của em đi, thì em sẽ bỏ qua. Đằng này, đó là gia tài của cải mà cha mẹ em đã khó khăn lắm dành dùm cả một đời. Tại sao bà ta có thể đang tâm mà chiếm đoạt hết tất cả chứ? Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc nữa. Mình về đây ngồi đi. Đang tưởng tượng tới cảnh sau này hai đứa mình đều ra trường, rồi hai đứa mình sẽ làm đám cưới tiếp theo, em sẽ sanh cho anh nguyên một đàn con. Đó cũng là mơ ước lớn nhất cuộc đời của em á. Giờ đây á, em chỉ còn có một mình anh à. Anh đừng có bỏ rơi em nha. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh hứa với em đi. Anh hứa với em. Anh hứa với em rồi đó nha. Vậy là phải giữ lời suốt cuộc đời này, không có được bỏ rơi em. Suốt đời, suốt kiếp, qua kiếp sau luôn cũng không bao giờ bỏ rơi em. Ê, chuyện tình cảm của mày với ấy sao rồi? Mày đừng có nhắc nữa. Sao nói vậy? Nói là một mình thêm. Có chuyện gì? Thì vẫn là chuyện mà anh nói lúc nào cũng luôn trốn tránh tao đó. Ngày mai á, bắt buộc là tao phải lên trường hỏi cho loa lẽ tại sao tao không có làm gì hết trơn mà ảnh cứ trốn tránh tao hoài à. Ê, tao hỏi thiệt nha. Ừ, mày hỏi đi. Bộ tao xấu đến mức mà không đáng để người khác yêu hả? Vậy thì á, tao sẽ trả lời thiệt cho mày. Mày là một cô gái rất là xinh đẹp, thông minh, mà gia đình là rất là giàu có. Có thiệt không? Thiệt, tao nói sợ mày làm gì? Nếu mà quá hoàn hảo như mày nói thì có lý nào mà anh không yêu tao chứ? Bởi vậy ngày mai mày gặp trực tiếp mày hỏi đi. Nhất định mai cũng phải làm sáng tỏ. Ừ. Dạ, cảm ơn. Chấm hai trái dừa hả chị? Rồi, cảm ơn. Dừng xe. Trời ơi, cái gì vậy? Muốn nó dừa thôi, làm thấy ghê vậy? Muốn nó dừa hả? Nước dừa cái gì? Cái gì? Trời, nhỏ này nay kỳ vậy trời, không muốn thôi chứ. Nạt mình vậy nữa. Đi. Ờ. Quên đi. Vô đây nè. Tự nhiên mình vô đây làm chi vậy? Vô đi biết. Đi. Mẹ lượn. Đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi đó nè. Thích cái nào, lựa cái đó. Trời ơi, em đâu có muốn mua điện thoại làm gì đâu. Mua đi, điện thoại đời mới xài ngon lắm. Mua đi. Cái này mắc tiền lắm. Trời, có gì đâu mắc tiền, anh có tiền bộ. Anh mới lãnh lương tiền đứng lớp võ của anh nè. Không có sao đâu, yên tâm đi. Không thích hiệu này hả? À? Không thích hiệu này, qua hiệu khác. Nhưng mà anh muốn em xài cái điện thoại của anh tặng, đi qua hiệu khác ha. Tránh ra cho mình đi. Không tránh thì sao? Mày làm gì tao? Sao bạn cứ kiếm chuyện với mình hoài vậy? Kiếm chuyện hả? Tao đâu có muốn. Nhưng mà mày ép tao. Mày trả lời đi. Sao mày cướp anh chung của tao? Hả? Bạn nói cái gì vậy? Tao muốn mày trả lời là tại sao mày lại cướp chung của tao hả? Chung của bạn? Đúng. Anh Chung là người yêu của tao. Bạn nói cái gì mình không có hiểu gì hết á. Mày đừng để bộ mặt giả nai ấy nữa. Tao ghét bộ mặt giả dối của mày lắm á. Biết không hả? Hả? À. Mình nói cho bạn biết, giữa bạn và mình có quá nhiều hiểu lầm rồi. Không phải là chuyện gì cũng dùng vũ lực giải quyết được đâu. Có chuyện gì á, mình nói với nhau để giải quyết êm đẹp cũng được mà. Hiểu lầm hả? Không có hiểu lầm nào ở đây hết á. Tất cả mọi chuyện á, mình chỉ nghe từ phía bạn thôi. Mình muốn nghe từ phía Trung. Mày muốn biết đáp án chứ gì? Nhưng mà trước tiên tao sẽ cho mày một vài câu trả lời ha ha. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Ui da. Trời ơi, Dũng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi ôi ôi. Dạ. Ôi sao không, Dũng? Dẫn vô toilet à, không, đi cấp cứu. Trời ơi, có sao không vậy? Đứt bóng đèn rồi.
tình luôn rồi. Tôi thấy ông đẹp sao rồi? Xin nhan sao rồi? Bể xin nhan rồi phải không? Đó, cô quýnh cái gì vậy? Trời ơi, tôi có quýnh ông, tôi có muốn quýnh ông đâu. Tự nhiên hai người tự nhiên đây cái lộn là sao? Mà có ông ở đây, ông xử với nó giùm tôi đi. Xử gì? Nó cướp bồ của tôi đó. Cướp bồ của bà? Ủa? Bồ là ai vậy? Thì nó cướp chung của tôi với ai? Cướp chung? Nó cướp chung người yêu của tôi. Ông làm gì vậy? Bà có uống thuốc chưa? Trời ơi trời, tự nhiên cái hồi đó giờ tôi có bao giờ nghe chúng nói yêu bà đâu, tự nhiên cướp chung của bà là sao? Trời ơi. Trời ơi cái gì, từ hồi nhỏ tới lớn luôn tôi không bao giờ nghe thằng Trung có nhắc tới yêu bà. Tự nhiên hôm nay ông Minh nói vậy? Minh gì Minh? Hai bà ai cũng là bạn học của tôi hết trơn á. Tôi không muốn ai gây chuyện với ai hết trơn á. Thôi giải tán đi. Thôi lên đi đi. Ủa sao đi học đi về không vậy? Bà thấy ông á. Tại gì? Hung dữ. Hết phiền rồi không có gì đâu coi. Giải tán đi. Thấy tao cũng lộ hôn Minh còn đứng nhìn. Bực bội. Tôi mới bực ông á. Thôi mà đừng có hung dữ quá. Mệt mỏi. Cái đồ béo kỳ cục. Anh nói thiệt mà, Trinh chỉ là bạn bè bình thường. Anh coi Trinh như là em gái vậy thôi à, chứ không có tình ý gì đâu, anh nói thiệt á. Ngọn đèn giải thích cho nghe nha. Nếu anh nói như vậy á, tại sao Trinh nói là người yêu của anh chứ? Thì cái đó là Trinh nói chứ anh có nói đâu. Tại vì vậy, hồi lúc trước á, Trinh có hay lấy số điện thoại gọi rồi nhắn tin cho anh rồi nói chuyện này nọ. Nhưng mà anh biết được cho nên anh cố tình anh xa lánh. Anh đâu có nghe máy, anh không có nhắn tin gì lại đó. Anh nói thiệt á, anh không có nói láo em đâu. Đúng rồi, cái chuyện này thằng Dũng nó biết á, em không tin em hỏi thằng Dũng đi. Thôi khỏi hỏi, tao nói luôn cho nghe. Cái chuyện mà hồi hôm qua đúng không? Cái chuyện là như vậy nè, bà Trinh á, tại sao Quýnh Lan, bà Trinh là bạn gái cũ của ông nội này. Cái gì? Không phải, là hình như là cái gì cũ của bạn gái thôi. Cũ phải là sao vậy? Không, như là người tình cũ. Không, cái tình nó cũ, cái tình nó cũ lắm rồi. Tình bạn không, cái này nó dính cái tình gì nó cũ cũ á. Tình yêu cũ với cũ tình yêu thì tao không biết. Yêu hồi nào? Thiệt không có. Có mày giấu hoài mày ơi. Mày yêu ta đắm đuối luôn. Mày yêu quá trời yêu. À không, nói chơi thôi. Chứ thật sự ra thằng Trung này nó qua đường với Trinh thôi. Cái gì? Lúc học cái này nha. Nó nói cho bà vui thôi bà ơi. Không có gì đâu. Chọc cho bà vui đó. Chứ bà cứ tự nhiên chia tay với nó đi. Cái gì? Mày đừng có la, mày la tao quăng. Thôi không có gì hết trơn á. Hai người cứ yêu nhau thôi, làm gì đó làm đi. Tôi không biết gì trơn, tôi chọc mà vui thôi ha. Là đừng nghe lời nó nói bậy bạ, nói vui thôi à, chứ nó không có ý gì đâu. Dũng nói kìa, Trinh là người yêu cũ của Trung. Không, thì tao thấy tiếng tin hoài, nói chuyện hoài à. Có, không phải, không có. Nghe cái này vui lắm. Mày có tin là mày nói thêm một câu nữa là răng với môi mày nó đoàn tụ sum họp một nhà không? Từ nãy giờ là kèm dữ lắm rồi nha. Đừng gặp tao điên lên nha. Có Loan ở đây nha. Nó cái gì mày im? Mày không có quyền nói chuyện ở đây nữa. Dũng nó nói hết rồi đó. Lan à. Lan gì nữa? Sự là không có chuyện đó đâu. Hai đứa này nó Trinh với Dũng nó chỉ là yêu nhau là hồi xưa thôi. Không có hồi xưa luôn. Mày quên mày giết tao hả? Không có gì đâu. Mày thôi nè. Rồi đi luôn.